Sau khi mà hút mỡ tạo hình thành bụng xong ấy, thì cách mà mặc cái áo đai bụng đúng cách đó cũng là một trong những cái câu hỏi rất thường gặp đối với bác sĩ Trọng cùng ekip khi mọi khách hàng sau khi làm xong hay hỏi. Thế thì chính vì vậy trong video ngày hôm nay, bác sĩ Trọng sẽ làm một video hướng dẫn cho các bạn biết là cách làm sao chúng ta mặc cái đai bụng đúng cách, làm sao để cho đạt được hiệu quả cao nhất. Đối với cái việc mà sau khi hút mỡ tạo hình thành bụng xong thì chúng ta lấy đi một loạt cái lượng mỡ ở cái vùng dưới da và trên cái cơ thành bụng, và chính như vậy thì các bạn tưởng tượng rằng là nó giống như là một cái quả bóng cao su đấy, chúng ta lấy một lớp da, vậy thì bên trên lớp da bụng nó sẽ rất thừa rất nhiều da, ở phía dưới thành bụng là cơ và nó có một cái khoảng cách như vậy. Chính vì như vậy mà chúng ta phải mặc cái đai bụng để làm sao cho hai cái lớp này nó ép vào nhau và nó kết dính vào nhau. Nếu chúng ta không mặc đai bụng hoặc không quấn băng chun vào đúng cách thì tạo ra cái tụ dịch ở dưới đây và nó sẽ không liền vết thương được. Thì chính vì vậy mà cái vai trò của mặc cái đai bụng trong quá trình sau khi hút mỡ tạo hình thành bụng là rất quan trọng. Đấy là một trong cái lý do tại sao mà chúng ta phải mặc cái đai bụng sau khi hút mỡ tạo hình thành bụng là như vậy. Đối với quá trình mặc đai bụng thì nó có những cái vai trò là ngoài vấn đề là giải quyết là cho hai lớp dính vào nhau, thì nó làm cho các bạn là cái quá trình phục hồi da, cái da mà chúng ta cắt thừa đi nó nhăn nheo đấy, nó phục hồi co rút, nó ngắn lại, cái quá trình làm da nó được đàn hồi, nó co rút trở lại, nó ép vào thành bụng. Thì đấy cũng là một trong những vai trò rất quan trọng mà sau khi chúng ta hút mỡ tạo hình bụng mà chúng ta bắt buộc phải mặc cái đai bụng là như vậy. Lý do thứ ba mà chúng ta cần phải biết để khi chúng ta mặc đai bụng đó là như thế nào, nó tạo cho chúng ta một cái form. Khi mà chúng ta hút mỡ lên rồi thì cái lượng mỡ bỏ đi hết rồi và cơ thành bụng đã được có khi siết eo rồi, thì khi chúng ta mặc đai vào nó tạo cho chúng ta một cái form uốn lượn cong và nó thon gọn. Thì đấy là một trong những cái vai trò, một cái lợi ích rất tốt của việc mà chúng ta phải bắt buộc mặc áo đai ngực, và đấy là một trong những cái vai trò rất tốt mà chúng ta phải biết là khi chúng ta mặc áo đai bụng nó là như thế, bắt buộc mặc. Thì đấy là chỉ dựa trên những cái nguyên nhân, những cái lý do bắt buộc phải mặc áo đai bụng khi mà sau khi mà hút mỡ tạo hình thành bụng xong. Rất nhiều bạn hỏi rằng khi nào thì chúng ta sẽ mặc và mặc trong vòng bao nhiêu lâu. Cái chỉ định thường là sau khi các bạn hút mỡ tạo hình thành bụng xong thì trong vòng 24 tiếng đầu hoặc trong vòng 48 tiếng đầu tùy từng cơ sở, từng bác sĩ. Các bác sĩ sẽ quấn một cái lớp băng chun nhẹ quanh cái vùng mà chúng ta sẽ hút mỡ tạo hình thành bụng đấy, tức là từ vùng ngang ngay từ cái xương sườn, mạng sườn này xuống dưới cái gai chậu. Chúng ta quấn cái băng chun như vậy để làm sao cho hai cái lớp da nó dính vào nhau nhưng nó không được chặt quá và nó không nhẹ quá, để trong vòng 24 tiếng đầu chúng ta vẫn thở nhẹ nhàng và không đau, cũng như là tránh tình trạng tụ dịch. Thường có những bác sĩ là sau ngày thứ nhất, tức là sau 24 tiếng, hoặc cũng bác sĩ là sau 48 tiếng thì bắt đầu cho bệnh nhân mặc áo đai bụng là như vậy. Đấy là thời gian khi mà chúng ta mặc áo đai bụng là như thế. Bắt đầu mặc có thể là có người thì là 24 tiếng sau khi làm xong, có người thì là 48 tiếng tùy từng chỉ định của bác sĩ. Và chúng ta thường mặc trong bao nhiêu lâu? Trung bình chúng ta thường mặc từ 1 tháng đến 3 tháng tùy từng chỉ định của bác sĩ. Có những người bác sĩ chỉ định là mặc có 1 tháng thôi, có những người bác sĩ sẽ chỉ định mặc trong vòng 3 tháng liên tục. Thì đấy là thời gian mà chúng ta đeo cái đai bụng là như vậy. Có người thì có thể chúng ta đeo chỉ đeo ban ngày khi đi làm và buổi tối chúng ta bỏ ra. Có những trường hợp các bác sĩ sẽ chỉ định là đeo liên tục 24 tiếng trên 24 tiếng. Thì đấy là phụ thuộc vào quá trình chỉ định của bác sĩ. Trên đây bác sĩ Trọng vừa mới chia sẻ cho các bạn về hai cái chủ đề, cái vai trò và cái lợi ích của cái việc đai bụng và thời gian bao nhiêu lâu thì chúng ta mặc đai bụng và mặc đai bụng trong vòng bao nhiêu lâu. Và tiếp theo bác sĩ Trọng sẽ hướng dẫn các bạn là cách làm sao để chúng ta mặc cái đai bụng đúng cách và đạt được hiệu quả tốt nhất để cho mình định hình cái form bụng nó thật đẹp nhất sau khi chúng ta trải qua quá trình hút mỡ tạo hình thành bụng là như thế nào. Thì đây là cái cách mà các bạn điều dưỡng đang hướng dẫn bệnh nhân mặc áo đai bụng. Bệnh nhân này là vừa mới mặc xong, vừa mới mổ xong ngày thứ hai sau mổ, và hôm nay được các bạn điều dưỡng đang hướng dẫn chăm sóc cái mình mặc đai bụng như vậy. Có những bệnh nhân thì chúng ta sẽ dùng những cái cục gạc chúng ta nẹp vào như vậy, đấy là do chỉ định của bác sĩ. Còn có những bệnh nhân thì chúng ta không cần phải dùng hai cái cục gạc như vậy, chúng ta có thể mặc luôn mỗi cái đai vào thôi, chúng ta lót một lớp gạc mỏng ở vùng vết mổ như vậy. Có những người thì chúng ta chỉ dùng cả hai đai, nhưng có những người trường hợp chúng ta chỉ dùng một đai thôi, tùy chỉ định của bác sĩ và cũng như là cách hướng dẫn của các nhân viên y tế sau khi các bạn ra viện. Trên đây là cái hình ảnh mà các khách hàng mà sau khi được hút mỡ tạo hình thành bụng được 24 tiếng và chuẩn bị ra viện thì được hướng dẫn mặc đai bụng là như vậy. Các bạn có những cái câu hỏi, có những cái thắc mắc như thế nào thì có thể inbox ở phía dưới video ngày hôm nay của bác sĩ Trọng cùng ekip sẽ trả lời các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên ấn nút share hoặc nút like những video này để làm sao nhận được những video về phẫu thuật thẩm mỹ sớm nhất trên kênh của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.